Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Dương, năm nay mình 36 tuổi. Và trong một cái mình đã gieo duyên trong cả cái công việc mới của mình nữa. Và mình đã gieo duyên là làm những điều tốt và gặp những người thực sự là tốt. Và mình đã tình cờ có một cái đường truyền. Và mình cảm thấy tò mò về cái khóa học 7 ngày của thầy Trần Khoa Nguyên. Và mình đang cần cái này đấy. Thế là mình đăng ký vào cái khóa học đó. Và vào khóa học đó thì thực sự là mình rất là bất ngờ từ đầu đến cuối khóa học luôn á, đến mức mà chưa bao giờ mình lâu lắm rồi mình chưa bao giờ mình thức khuya trong một khoảng thời gian liên tục như vậy. Và khi bắt đầu vào học thì mình đã được sự giúp đỡ của coach Quỳnh Anh Leo và coach Tê Phung, và mình đã hoàn thành tất cả các bài tập trong cái khóa học đó. Và mình có một cái điều gọi là cảm thấy tuyệt vời là trước đây là mình không nghĩ là mình sẽ làm được một cái việc như thế. Nhưng mà sau cái khóa học 7 ngày thì mình nghĩ là mình còn có thể sẽ làm được những cái điều tuyệt vời hơn nữa. Và rất là biết ơn thầy Trần Khoa Nguyên với cái gói quà tặng là 5 bước chăm sóc da ở trên khóa học của Unica của vợ thầy làm. Và rất là biết ơn coach Thịnh Anh đã đồng hành cùng với mình trong 7 ngày qua. Biết ơn coach Tê Phung đã tặng quà cho em là một quyển sổ. Có nghĩa là trước đấy 7 ngày thì là mình không nghĩ là có cái điều tuyệt vời này xảy ra như thế trong cái cuộc đời mình. Và sau 7 ngày thì mình cảm thấy mình yêu đời hơn, mình tự tin hơn và có rất là nhiều kiến thức cho cái công việc của mình đang làm hơn. Và mình sẵn sàng có các cái kiến thức đấy để giúp đỡ những người xung quanh muốn phát triển, muốn tăng thu nhập. Và rất là cảm ơn mọi người.